Mời các anh chị sẽ ghi. Buổi hôm nay là buổi thứ năm. Buổi năm. Phụ âm cuối. Phụ âm cuối sẽ có các âm như sau ạ. Đây là ví dụ, em sẽ lấy ví dụ xem về 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 phụ âm cuối nhé. Phụ âm cuối ví dụ như là chữ chữ bàn chẳng hạn. Đấy thì trong tiếng Việt cũng thế, chữ bờ này được gọi là phụ âm đầu, a này được gọi là nguyên âm, và chữ n này được gọi là phụ âm cuối. Thì trong tiếng Thái, chữ Thái cũng thế, sẽ có 8 phụ âm cuối. Ví dụ như là trong cái chữ cuối này, thì chữ cờ này là phụ âm đầu này, uo này là nguyên âm này, còn phụ âm cuối nó là chữ y ngắn. Đấy, đấy là phụ âm cuối. Trong chữ Thái thì phụ âm đầu và phụ âm cuối nó không giống nhau. Ví dụ trong tiếng Việt thì chữ cờ ở đầu tiên. Ví dụ trong tiếng Việt của cái chữ này, chữ quốc này, thì chữ cờ đầu với chữ cờ cuối này nó là một. Nhưng mà trong tiếng chữ Thái lại không phải như thế. Mà chữ cờ để đứng đầu thì nó là cờ, nhưng mà cờ này mới đứng cuối thì nó lại không phải cờ, mà lại chữ khác. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu học 8 phụ âm cuối này, và đặc biệt ghi nhớ nó. Khi nó đứng ở cuối thì nó là chữ gì? Mình sẽ đi vào chữ thứ nhất. Một. Anh chị đợi em một tí nha. Phụ âm cuối đầu tiên là chữ P ở cuối. Chữ P ở cuối. Anh chị hôm nay có em hôm nay em nói có nghe thấy to không ạ? Có nghe được không? Mọi người ơi. Có nghe rõ đấy. Vâng, ok. Thế là đợi mình một chút, mình mở mở phía bên cái máy tính lên để xem là mình biết có đúng vị trí không. Bởi vì cái máy đang quay này ấy thì mình dùng chân để giữ nhưng không nhìn được nó. Dùng chân quay để giữ đây một chút. Để xem là nó sẽ hiện lên màn hình như nào thì mình lại có một cái máy tính nữa để xem. Thì chữ bờ này, chữ bờ cuối này mọi người ạ, thì nó chính là chữ bờ. Đây là chữ bờ, chữ đầu tiên trong bảng chữ cái của mình học. Đấy chính là chữ bờ này. Chữ bờ này chính là chữ bờ cuối. Đây lúc đầu là em nói rồi đấy, là khi mà chữ này đứng đầu thì nó là chữ bờ, nhưng mà nó đứng cuối thì lại là chữ bờ cơ. Đấy, nó là như vậy. Nên là mọi người sẽ phải nhớ lấy, đây là chữ bờ cuối thì chính là chữ bờ ở đầu. Ví dụ như sau. Ví dụ như là trong tiếng Thái có chữ tập chẳng hạn. Trong tiếng Thái có chữ tập. Chữ tập này thì chữ tờ. Chữ tờ là chữ này. Hôm trước mình cũng đã học chữ tờ này. Chữ á là chữ này. Đấy, và chữ p cuối nó là chữ này. Chữ p cuối nó chính là chữ bờ ở đầu. Chữ này mà đứng đầu thì nó là chữ bờ.
còn nó đứng cuối nó chính là chữ P. Đấy, cho nên mình sẽ phải nhớ nó đứng ở vị trí nào nó sẽ là chữ khác. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chữ thứ hai. Các cái chữ phụ âm cuối này thì đều học hết rồi mọi người ạ. Nhưng mà khi nó đứng cuối thì nó ở vai trò khác. Nó sẽ thành cái đuôi khác. Đấy, bây giờ chữ thứ hai, đợi em tí xíu. Đang truy cập cái máy nó hơi lâu. Alo, đấy, hiện sang đây là ok. Bây giờ mình mở lại. Chữ thứ hai nhé mọi người, là chữ cờ. Nhưng mà chữ này thì nó bao gồm cả chữ cờ, chữ chờ, chữ ca luôn. Chữ ca ở cuối, chữ chờ ở cuối, chữ cờ ở cuối thì cũng là chữ này luôn. Chữ này thì chữ cờ này thì nó lại giống chữ cờ đầu, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ xác định là chữ cờ đầu và chữ cờ cuối nó giống nhau. Ví dụ như là chữ các chẳng hạn. Chữ các chẳng hạn thì sẽ viết như này. Cờ này. Ví dụ chữ các này thì sẽ viết như này. Cờ này. Xong lại A này. Xong lại cờ ở cuối tiếp. Và có dấu. Thế là đây là thành chữ các. Như vậy là chữ cờ đầu và chữ cờ cuối nó giống nhau. Nguyên chỉ có chữ cờ đầu, chữ cờ cuối này là giống nhau nhé mọi người nhé. Đấy. Đó là chữ cờ ở cuối. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chữ thứ ba. Phụ âm cuối thứ ba. Phụ âm cuối thứ ba là chữ Y. Chữ Y ở cuối. Y này thì nó bao gồm cả Y ngắn, Y dài luôn. Trong chữ Thái đây không phân biệt chữ Y nào cả. Thì chữ Y này là dùng chữ Do để viết. Chữ Giò Do, nhưng mà dùng chữ Do nghĩa là dùng chữ cao, à chữ tổ cao của nó để viết chữ Y cuối. Đây ạ. Chữ Do tổ cao. Chữ Do tổ cao này chính là cái chữ mà có đuôi ngắn. Đấy. Cái chữ này để làm dùng chữ Y ở cuối nhé. Và mọi người chú ý cho em là chữ Do này khi nó ở phụ âm đầu nó là chữ Do, nghĩa là nó là chữ giờ. Nhưng mà nó ở cuối thì nó lại là chữ Y. Ví dụ dài trong cái từ mà mình chia đi thì mình gọi là dài bày, thì có chữ Y ở cuối thì mình sẽ viết như này, dài này. Chữ giờ ở đầu tiên, phụ âm đầu, cái âm này, cái từ dài này nó có thanh điệu thấp, cho nên mình phải dùng phụ âm thấp, nghĩa là dùng chữ giờ của tổ thấp, cái giờ đuôi dài. Trong chữ A ở đây
Xong sau đấy lại chữ giờ tiếp theo, mà giờ ngắn. Giờ ngắn này nó chính là chữ y. Đó. Đây, quay trở lại đây các anh chị nhìn. Chữ y, y ở cuối chính là chữ do. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chữ thứ tư. Các chữ này thì đều mình đều học hết rồi, nhưng mà nó được đặt vào cuối thì nó sẽ thành chữ khác thôi. Đây. Chữ thứ tư là chữ T, chữ tờ. Chữ T, chữ tờ này thì chữ T này thì dùng dùng chữ đò để viết. Chữ này là chữ đò. Dùng chữ đò để viết. Chữ đờ để viết nhé. Ví dụ ví dụ một chữ có chữ T chẳng hạn nhé. Ví dụ như là tát chẳng hạn. Có chữ T. Thì chữ tát này bây giờ mình phải xác định đầu tiên. Muốn viết xác định như này. Chữ tờ tát này nó là thanh thứ 3. Thanh thứ 3 thì nó phải thuộc tổ thất. Vậy là chữ tờ đầu tiên này là tờ tổ thất. Tờ tổ thất viết như này. Giống như số 3 úp xuống. Đấy. Chữ tát này đầu tiên là chữ tờ này giống như là số 3 úp ngược xuống, úp xuống đúng không ạ? Và đến nguyên âm A, nguyên âm A đây. Và chữ tờ ở cuối nó là chữ đờ. Đấy. Và một cái sự đặc biệt ở đây, cái này nguyên tắc này về sau sẽ học, nhưng mà em cũng nói trước. Đấy là những chữ nào mà có đuôi tờ ấy thì không cần phải đánh dấu. Đấy, không cần phải đánh dấu. Nguyên cái chữ này nó sẽ chỉ trở thành dấu sắc hoặc dấu nặng mà thôi. Ví dụ như là đuôi tờ thì chỉ có thể thành tát hoặc tạt thôi, không thể thành dấu khác được, cho nên là mình không cần đánh dấu. Cái chữ tờ này đi với tổ thấp thì thành sắc, còn chữ tờ cuối này đi với tổ cao, đi với phụ âm đầu tổ cao thì nó thành dấu nặng. Cho nên cái chữ nào mà có đuôi tờ này là không cần đánh dấu, không cần ký hiệu dấu. Đấy, đây là chữ thứ tư này là chữ tờ ở đuôi. Đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang chữ số 5, chữ số 5. Âm cuối số 5. Âm cuối số 5 là âm M. M. M ở cuối. M ở cuối này thì chúng ta sẽ dùng chữ M cao để viết. Chữ M cao nó như này. Đấy. Đây là chữ M cao nhé. Mà mình đã học. Của âm đầu rồi đấy. Bây giờ chữ M này ví dụ như là chữ M ở cuối ví dụ như là xàm chẳng hạn, số 3 ấy, thì mình sẽ đọc là xàm đúng không ạ? Xàm này thì chữ đầu của nó là chữ sờ này, xong rồi đến chữ A này, M này. Vậy chữ đầu của nó, chữ sờ này là thuộc thanh tổ thanh thứ nhất, thanh 1, thanh 1 thì nó thuộc tổ thấp đúng không ạ? Đấy, nó là chữ sờ tổ thấp. Sau đó thì đến chữ A này, sau đó thì đến chữ M này này, M ở đuôi này. Đấy, như vậy là chúng ta được chữ xàm như này. Mọi người nhìn chữ xàm đây. Chữ đầu tiên của nó là chữ sờ này. Chữ thứ hai là chữ A này. Chữ thứ ba là chữ M này. Và M này ấy, thì M cuối này thì chỉ có dùng chữ M cao thôi, không bao giờ được dùng chữ M thấp ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang sự thứ 6, N. N thì tương tự như M nhé. Mình cũng dùng N tổ cao. Nghĩa là dùng mẫy mở chữ N thứ 2 ấy, chứ không phải dùng N thứ nhất. Ví dụ như là chữ tàn chẳng hạn. Tàn, khẩu tàn. Đấy, khẩu tàn. Là nuốt nít tan.
thì nó có chữ N ở đây, bây giờ mọi người nhìn nhé. Cái từ từ tàn này nó thanh điệu của nó giống từ sàn, sàn ở trên ấy. Nó là thuộc thanh thứ nhất, thanh huyền. Cho nên mình phải dùng từ tờ tổ thấp. Tờ tổ thấp là tờ này. Đấy, xong đến chữ A này. Xong sau đấy đến chữ N này. N thì nó ngược lại với chữ M nhé. N là ngoặt ở bên ngoài, còn M là ngoặt ở bên trong. Đấy ạ. Đây, chữ tàn này gồm có chữ tờ tổ thấp này. Chữ A này. Chữ N này. Đấy. Đây là hai chữ. Chữ M và chữ N nằm ở đuôi. Thì dùng chữ tổ cao để viết. Không dùng chữ M tổ thấp và chữ N tổ thấp để viết nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang chữ thứ 7. Còn một chữ nữa là hết. Cái chữ ở đuôi này thì không nhiều đâu. Chữ tiếp theo là chữ ngờ. Chữ ngờ. Chữ ngờ. Hôm nọ có một chị Duyên hay chị nào ấy, cái bài tập mà viết thanh điệu ấy, xong chị viết cả chữ Thái. Thì em xem qua thì có cả một số chữ đuôi nhưng mà chị lại dùng ngờ cao là không phải. Là đuôi thì phải dùng ngờ, à đuôi chị dùng ngờ thấp. Đuôi này phải dùng ngờ cao hết. Bởi vì cái đuôi của âm cuối của tất cả các âm ấy là nó không ảnh hưởng gì đến cao thấp hết. Chỉ xác định tổ cao tổ thấp ở phụ âm đầu mà thôi. Do đó nên là phụ âm đầu nó mới có một cặp. Còn tất cả nguyên âm và phụ âm cuối chỉ có một thôi. Ví dụ em lấy ví dụ cho một từ có chữ ngờ này nhé. Ví dụ một từ có chữ ngờ chẳng hạn. Ví dụ chữ thành. Thành. Trong chữ Thái thì chữ ngờ và chữ nhờ này dùng chung. Mọi người ạ. Lưu ý giúp em nhé. Chữ đuôi nào mà có chữ ngờ và chữ nhờ ấy thì dùng chung thành chữ ngờ hết. Thì nó rất là đúng như vậy. Bây giờ mọi người có thể so sánh cho em này. Hai chữ em đều viết nhưng mà đều đọc giống nhau nhé mọi người nhìn nhé. Trên này em đọc là thành, mà ở dưới này cũng đọc là thành. E ngờ anh thờ anh thanh huyền thành, e nhờ anh cũng vẫn là thành. Cho nên cha ông người Thái mình dùng rất là chuẩn. Chữ ngờ cuối và chữ nhờ cuối này nó là một mà thôi. Cho nên trong chữ Thái là không có phân biệt chữ nhờ với chữ ngờ cuối đâu. Chỉ dùng chữ ngờ này để viết hết. Ví dụ như chữ thành này cũng là, đầu tiên nó là chữ E này. Cái này là nó thuộc về quy tắc viết thì em sẽ dạy sau tí nữa. Là chữ E ở phía đằng trước. Này là khác với mấy cái ví dụ trên nhé. Là nguyên âm ở phía trước nhé. Chữ thờ đây. Và chữ ngờ ở cuối đây. Đấy. Như vậy là mương thành. Mình phát âm chuẩn ấy. Trong tiếng Thái thì không có chữ A như hôm trước em đã nói rồi. Không có vần A. Ví dụ như là mạnh hoặc là thành. Mà chỉ nói là thành, đèn, đấy, sành. Là vần E đấy chứ không phải là vần A đâu. Do mình quen tiếng Việt nên là mình mới có vần A đấy. Thế, thế thì đấy, đây là ví dụ trong cái vần e ngờ en này, mương thành là nó sẽ từ trong mương thành là sẽ viết bằng từ này, không viết chữ nhờ mà cũng chẳng có chữ nhờ để viết, chỉ có chữ ngờ này thôi. Nếu mà bê cái chữ nhờ ở trong cái phụ âm vào kia là sai, vì cuối của nó không có chữ nhờ, chỉ có chữ ngờ thôi. Đây là chữ số 7. Bây giờ chúng ta sẽ sang chữ số 8, chữ cuối cùng. Chữ số 8 là chữ V. Chữ số 8 là chữ V ở cuối. Chữ V này nếu mà nó ở đầu ấy thì nó là chữ V đúng không ạ? Nhưng mà nó ở cuối thì nó lại không phải chữ V đâu. Mà nó sẽ là chữ V này nó sẽ là chữ O. À, xin lỗi là ghi ở đây là chữ V là sai nữa. Ghi là chữ O hoặc U. O hoặc U.
thì dùng chữ V để viết, chữ V cao để viết. Chữ vo, dùng chữ vo để viết, ví dụ như này. Ví dụ nhé. Ở đây là một trường hợp là nó sẽ nó cái chữ vo này nó sẽ ở đứng cuối ấy, thì nó sẽ tùy trường hợp mà nó sẽ thành chữ O, hoặc là tùy trường hợp thì nó thành chữ U. Thế thì sau này sẽ có các nguyên tắc sử dụng cái chữ này. Đấy. Thì sẽ có hai ví dụ. Ví dụ như thành chữ O chẳng hạn. À, chữ hào chẳng hạn nhé. Đây là ví dụ. Chữ hào. Tá khảo hào đeo á. Ơ hào đeo lọ. Đấy nghĩa là phơi thóc nó khô rồi ấy. Mình gọi là hào đeo lọ. Đấy. Cái chữ hào này thì viết như sau. Hào thì phải dùng chữ hờ đầu tiên. Đúng không ạ? Chữ hờ đầu tiên. Và cái thanh hào này nó là thanh số 5 trong tổ thấp, nên là mình phải dùng chữ tổ thấp để... đấy, sẽ dùng chữ hờ tổ thấp để viết. Sau đó đến chữ A và đến cái chữ vo này, chính là chữ A, à, chính là chữ O đấy, và thêm dấu nữa. Cái phần dấu của nó thì em sẽ dạy anh chị và các bạn sau. Đây chính là chữ hảo. Thì cái vo ở cuối này là chữ O. Chữ V ở cuối này nó là chữ O. Khi mà đi với chữ A nó là chữ O. Thế còn ví dụ như là chữ piêu chẳng hạn nhé. Khăn piêu ấy. Đây là ví dụ 2. Ví dụ 1 ở trên, ví dụ 2 ở dưới. Ví dụ chữ piêu chẳng hạn. Chữ piêu này, chữ P đầu tiên nó là thuộc thanh thứ nhất, bởi vì nó mang dấu huyền đúng không ạ? Đây, chữ P đầu tiên. Và anh chị và các bạn thử đoán xem vần yêu kia nó là vần, nó là chữ gì với chữ gì ghép với nhau. Nó chính là chữ ia, ia và chữ u ở cuối. Vậy thì chữ ia thì i e ghép vào nhau nó sẽ là vần ia, i e ia. Vậy thì mình sẽ dùng ký tự nào? Có phải dùng ký tự i cộng với ký tự e không? Không nhé, mà sẽ phải dùng ký tự ia. Đấy, ký tự ia nó là ký tự này. Đó, đây là ký tự ia. Và cái chữ u ở cuối này, nó là dùng chữ này để viết. Đấy, đây, khi đi với vần ia thì u, còn khi đi với vần a nó là o. Đây, hai trường hợp này thì hơi khó một chút nhé, hơi khó, nhưng mà sau này mình cứ nhớ dần dần là sẽ phân biệt được. Yeah, nó có hai trường hợp. Chữ V ở cuối này, trường hợp thứ nhất là nó tạo thành O, đuôi O. Trường hợp thứ nhất là nó tạo thành đuôi O, O, O. Còn trường hợp thứ hai là nó tạo thành đuôi U. Đấy. V cao lên nhưng thì em sẽ hướng dẫn mọi người lại. Còn bây giờ là chúng ta đang học 8 phụ âm cuối là như vậy. Đấy nhất em tặng phần này cho anh chị và các bạn được nghe lại rồi. Cái phần bạn là vào sao tắt của anh tắt của em nữa, tắt mic của em. Đấy, bây giờ em sẽ nói lại về cho mọi người một chút, gồm có 8 phụ âm cuối mà buổi hôm nay chúng ta học. Phụ âm cuối mà buổi hôm nay chúng ta học đấy là: phụ âm đầu tiên là pờ, là dùng chữ bờ để viết. Phụ âm cuối thứ hai là cờ. Cờ này nó bao gồm cả chờ cả ca luôn nhé. Đấy. Phụ âm thứ ba là y ở cuối, là dùng do để viết. Phụ âm thứ tư là t ở cuối thì dùng đo để đó để biết. Phụ âm thứ 5 là M thì dùng M cao. Phụ âm thứ 6 là N thì dùng N cao. Phụ âm thứ 7, phụ âm cuối thứ 7 là ngờ hoặc nhờ thì dùng ngờ cao để viết. Đó. Phụ âm thứ 8 là O hoặc U thì dùng V cao để viết ạ. Đây,
đây đây là tám phụ âm, sẽ nhớ tám phụ âm cuối này nhé, để khi nào mà mình ghép chữ ấy, thì có những cái vần nó có cả chữ âm phụ âm cuối thì mình mới ghép đúng được. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là các quy tắc ghép. Chuyển sang phần vừa lấy ghi mấy rồi nhỉ? Phụ âm cuối là ghi ba nhỏ rồi đúng không? À bốn nhỏ đúng không? Bây giờ chuyển sang năm lớn là quy tắc ghép chữ Thái. Quy tắc ghép chữ Thái. Quy tắc ghép chữ Thái mọi người nhé. Một nhỏ là nguyên âm đứng sau. Nguyên âm đứng sau. Cái quy tắc số 1 này nó là quy tắc của những chữ thuận chiều, giống như là chữ Việt, là cứ nguyên âm đứng sau phụ âm thôi. Đây là các cái chữ mà thuận chiều, bao gồm có 4 chữ sau. Các cái nguyên âm đứng sau gồm có những nguyên âm sau nhé. Một là A. Chị ghi luôn, có bốn chữ. Chữ đứng đầu tiên là chữ A. Gồm có A. Chữ thứ hai là ua. Chữ thứ ba là o. Chữ thứ tư là ăn. Bốn chữ này là các cái chữ đứng thuận chiều. Ví dụ như sau. Ví dụ như là, ví dụ với cái chữ A này nhé, anh chị nhé. Ví dụ chữ A này, ví dụ như là mà chẳng hạn, con chó ấy. Thì chữ M đầu tiên là chúng ta sẽ phải dùng chữ thấp bởi vì nó mang dấu huyền. M. Sau đó là đến chữ A. Đấy, đây là ví dụ về nguyên âm đứng sau nhé. Đây là cái cách viết thuận chiều giống trong tiếng Việt. Đúng không ạ? M đầu tiên xong đến A. Ví dụ 1. Ví dụ 2. Đối với chữ ua. Ví dụ như là ầu đùa chẳng hạn. Thì chữ đùa này nhé. Đùa là củi ấy. Thì chúng ta cũng sẽ viết chữ đờ tổ thấp. Sau đó thì đến chữ ua ở phía sau. Đây là cách viết thuận chiều đúng không ạ? Bốn chữ này thuận chiều nhé. Chữ o tiếp theo. Nhưng mà trường hợp chữ o này ấy, thì sẽ có một cái lưu ý đặc biệt. Đấy là chữ o này chỉ dùng trong trường hợp mà có ba ký tự. Còn nếu mà có hai ký tự thì phải dùng khít. Ví dụ chữ non. Non này là đi ngủ nhé. Thì mình sẽ dùng chữ o. Chữ o này được dùng thuận chiều. Chữ n đầu tiên. Xong đến chữ o thứ hai. Xong đến chữ n cuối. N cuối vừa học đúng không ạ? N cuối vừa được học. Đấy. Cái chữ này làm đọc là non thì gồm cho n đầu này, o ở giữa này, xong đến n cuối. Đây là cách thuận chiều. Nhưng mà chỉ cái chữ o này chỉ được sử dụng trong trường hợp nó có ba ký tự thôi.
Còn nếu mà cái chữ nào mà nó có hai ký tự ấy, ví dụ chữ phò, phò ở trong chữ, ở trong cái từ là nhớ phò bà phò ấy, để làm cá nướng, thịt nướng ấy. Thì chữ này thì chữ phờ này là một đúng không, và chữ o này là hai. Ở cái trường hợp này ấy, là nó chỉ có hai ký tự thôi, nên là không được dùng chữ o kia mà mày phải dùng may khít. Chữ phờ đầu tiên là phờ thấp, bởi vì cái chữ này nó là mang thanh số 1. Chữ phờ đầu tiên như này đúng không ạ? Và chữ tiếp theo của nó là chữ may khít. Đấy, không được dùng o mà phải dùng khít, bởi vì nó có hai chữ thôi. Đây là nguyên tắc dùng chữ o nhé. Tiếp theo, ví dụ thứ tư là đối với vần ăn. Vần ăn thì ví dụ như là chữ pan chẳng hạn. Pan đây là nghìn ý. 1.000, 2.000 thì mình sẽ gọi là pan đường sòng pan đúng không ạ? Đấy, thì chữ pan này thì nó cũng được viết thuận chiều, đấy là chữ p đầu tiên. Chữ p, nhưng mà các anh chị sẽ thử tưởng tượng xem chữ này nó mang thanh mấy? Nó mang thanh 2. Mà thanh 2 thuộc tổ cao đúng không? Thanh 2 thuộc tổ cao, với vậy mình phải dùng chữ p cao, chứ không được dùng chữ p thấp. P cao này. Và vần ăn ở phía sau. Đây là cách viết thuận chiều. Vần ở phía sau. Cái này cũng cũng đã nói một lần ở trong khi học nguyên âm rồi với các anh chị rồi nhé. Cái vần ăn này không phải á cộng với n đâu, mà là vần ăn này nó có vần ăn của nó. Cho nên mình nhắc vần ăn vào đây là đủ luôn. Không cần phải thêm chữ n nữa làm gì cả. Đấy, đây là chữ pan. Đây là bốn ví dụ của cái nguyên âm đứng sau. Đây là nguyên âm thuận chiều. Đấy, anh chị có thể mở ngoặc ở đây, nó là thuận chiều. Giống như viết trong tiếng Việt ấy, là phụ âm đứng trước, nguyên âm đứng sau. Nó là nguyên âm thuận chiều. Có bốn chữ này thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang chữ đang nguyên tắc thứ hai. Đó là nguyên âm đứng trước. Nguyên âm đứng trước. Vừa rồi đúng đứng sau thì rất là dễ nhớ rồi đúng không? Bây giờ đứng trước đây. Đứng trước này cũng khá là nhiều chữ đấy. Gồm có các chữ như sau. Chữ đầu tiên là chữ ưa. Ưa có mỗi một nét thôi. Chữ thứ hai là e, giống như vừa rồi em lấy ví dụ cho anh chị và các bạn ấy, cái chữ Mường Thành ấy thì là chữ e nó ở đằng trước chữ thờ đúng không. Chữ thứ ba là chữ ô, tí nữa sẽ lấy ví dụ cho từng chữ một để cho các anh chị hình dung nhé. Bài tập của hôm nay sẽ là mỗi một cái ví dụ này anh chị sẽ lấy một cái ví dụ khác tương đương như thế. Đấy, bài tập của hôm nay là như thế. Ví dụ như là nguyên âm đứng sau này gồm có a, ua, o, ăn. Thì anh chị lấy mỗi một cái nguyên âm này một ví dụ. Một ví dụ tiếng Thái. Không phải là lấy ví dụ của em đã lấy cho mọi người, mà mọi người lấy ví dụ khác. Xong rồi viết cho chữ Thái thử. Xem mình có viết đúng không nhé. Và phải nhớ, phải soi vào cái nguyên tắc của nó. Đó là nguyên âm đứng sau. Đấy. Bây giờ sang nguyên âm đứng trước này gồm có ưa là một rồi. E là hai. Ba là ô. Đấy, và bốn là ưa. Ư, xin lỗi. Vần ư này là cái vần mà trong tiếng Việt không có. Hôm trước cũng nói một lần vậy ạ. Ví dụ như từ phở hoặc từ chở chẳng hạn, thì trong tiếng Việt không có. Thêm một chữ nữa, đấy là chữ ay. Như hôm nọ em lấy ví dụ cho mọi người viết cái từ tay ở trong từ côn tay đúng không? Thì chữ ay này nó cũng ở đằng trước chữ tờ. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Đây là còn 5 nguyên âm.
cái nguyên âm đứng sau thuận chiều đấy là 4 nguyên âm nhé. Còn nguyên âm đứng trước này là 5 nguyên âm. Mình có tất cả là 19 nguyên âm thì có 4 thằng đứng sau, có 5 thằng đứng trước rồi. Đấy, bây giờ còn 10 thằng nữa. Thì có thì sẽ có cả thằng đứng trước, thằng đứng đứng trên, cả thằng đứng dưới đấy. Thế bây giờ em sẽ lấy ví dụ cho mọi người về các cái nguyên âm đứng trước này. Thứ nhất, đây là ví dụ. Ví dụ thứ nhất là có chữ ưa. Có vần ưa. Ưa. Thì ví dụ như là mưa chẳng hạn. Mưa cái đấy đi. Đấy, đi đâu đấy. Mưa. Thì viết như sau. Mưa này nó là thuộc thanh 2. Thanh 2 chính là thanh tục cao. Vậy mình phải dùng chữ mưa. Chữ mờ. Tục cao. Và vần âm ưa này nó đứng trước cho nên mình sẽ phải viết ở đằng trước. Đấy. Ban đầu ấy, khi mà học ấy, thì em toàn viết phụ âm trước xong rồi viết nguyên âm. Nhưng mà cách viết chuẩn của nó ấy, thì mình phải viết nguyên âm trước. Xong mới viết phụ âm sau. Đấy là ưa viết trước. Xong mờ viết sau. Đấy, đấy là cách viết như vậy. Bởi vì mình là viết từ trái sang phải mà. Đây là chữ mưa nhé. Vậy mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây chính là chữ ưa nó ở đằng trước. Cho chữ ưa này ra phía sau là sai luôn. Thế nên là hôm trước em mới bảo là mình chưa học nguyên tắc nên là đừng viết chữ thái vội. Bây giờ sẽ sang chữ e. Chữ e ví dụ như là chữ thèn nhé. Pha ơi thèn ấy. Hoặc là mương. Chữ cái thèn, cứ bùn, thèn luồng chẳng hạn. Thì chữ thèn này nó sẽ bao gồm chữ e. E này. Xong chữ thờ đây. Xong là chữ n cuối đúng không ạ? Chữ thèn này nó có chữ n cuối. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xác định được là chữ này nó là cái chữ nguyên âm ở phía trước, khác với tiếng Việt. Thì bây giờ sang chữ số 3 là có may ô, có cái may ô, may cô này, ô này, chữ ô ở trước này. Thì ví dụ như là phồn chẳng hạn nhé, trời mưa ấy, có vần ô này. Tiếng thái trắng thì sẽ, ví dụ thái trắng Mường Cang thì sẽ gọi là phần. Thì vẫn phải dùng chữ ô này của thái đen nhé. Nhưng đọc khác thôi. Chứ đừng viết chữ ư thì nhầm đấy. Thế là chữ này là chữ phồ này thì n cuối ô đấy, xong đến chữ phở thấp đấy, nó giống nó là thanh điệu số 1, mà số 1 thì lại tổ thấp đấy, số 1 tổ thấp thì mình phải dùng chữ phở tổ thấp. Sau đó thì âm cuối của nó là n. Đấy, đây là chữ phồn. Phồn có ô đứng đầu, phờ thấp đứng thứ hai, xong n cuối ở đuôi nhé. Bây giờ sang ví dụ thứ tư. Ví dụ thứ tư là ví dụ có cái âm ưa này. Âm ưa này. À âm ư, xin lỗi, âm ư. Ví dụ như là phở chẳng hạn nhé. Phở. Phở này là ước muốn. Trong tiếng Thái đen là phở. Còn Thái trắng hoặc là ở Thanh Hóa Nghệ An thì không có thể không có âm này. Thì có thể đọc là phở chẳng hạn. Chạch đi một chút. Thế cái từ phở này thì đây nó bao gồm có âm a và chữ phở. Và mình lại phải xác định thanh điệu xem là nó thuộc tổ thấp hay tổ cao. Cái dấu sắc này nó là thanh thứ ba,
thanh thứ ba thuộc tổ thấp rồi. Thế là mình phải dùng chữ phờ thấp. Và chữ a này nó ở đằng trước, mình phải viết trước. Chữ phờ tiếp theo. Và có dấu ở đây. Cái dấu này thì em chưa dạy anh chị, nhưng mà buổi sau thì em sẽ dạy lại cái phần dấu. Đây là ví dụ thôi. Nếu mà không có dấu này ấy, nếu mà không có dấu này thì cái chữ này nó sẽ trở thành, nếu mà không có dấu này, chữ này nó sẽ trở thành thanh huyền là phở. Đấy, đánh dấu vào là nó sẽ thành phở. Đó, cái quy tắc mà dùng dùng dấu này thì buổi tiếp theo em sẽ dạy mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ví dụ thứ 5 dành cho âm ai, dành cho vần ai. Ví dụ như là phay. Phay này là lửa đúng không ạ? Phay này là lửa. Thì đây là quy tắc mình đang dùng, cái quy tắc là nguyên âm đứng trước, nên là chữ phay này nó có âm ai. Đấy, và chữ phờ. Vậy thì âm ai mình phải viết đầu tiên này. Đó, xong sau đấy mình dùng chữ phờ. Nhưng mà lại phải xác định xem là phờ này mình dùng thấp hay cao. Đó là chữ phờ cao. Bởi vì sao? Bởi vì cái thanh điệu của chữ này nó thuộc thanh thứ 2. Thanh thứ 2 thuộc tổ cao đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ dùng chữ phờ này nó mới đúng. Còn dùng chữ phờ thấp là sai. Đấy. Đấy, vừa rồi làm để ví dụ cho các anh chị về cái nguyên âm đứng trước. Đây là một cái quy tắc mà nó ngược với tiếng Việt đúng không ạ? Tiếp theo sang cái nguyên âm đứng trên. Thứ ba nhỏ. Ba nhỏ. Nguyên âm đứng trên. Cái này nếu mà anh chị đã từng thêm xem chữ chữ của Thái Lan và chữ Lào ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy có những cái nét ở phía trên nó giống như cái dấu nhưng không phải dấu đâu. Nó là nguyên âm đấy. Thế bây giờ mình sang cái nguyên âm đứng trên. Nó gồm có các nguyên âm như sau. Một là nguyên âm Y. Nguyên âm Y là nó giống dấu của chữ E, chữ O đúng không ạ? Sao lại một số anh chị lại vào được nhỉ? Đây bị đến bây giờ là hiện tại là có 26 anh chị. Có chị Màu Linh nói là không vào được. Anh chị nào gửi đường link vào nhóm lại cho chị hộ em. Âm thứ nhất là âm Y. Nè, nó sẽ ở phía trên. Thứ hai là nguyên âm Ư ở phía trên. Thứ ba là nguyên âm Ia ở phía trên. Thứ tư là nguyên âm khít. Khít này chính là O vừa rồi mình đã dùng đấy đúng không ạ? Và thứ năm là nguyên âm Á. Là đây nhá, bây giờ em nhắc lại để cho anh chị nhớ này. Đây là Y. Đây là Ư này. Đây là Ia này. Đây là Khít này. Đây là Á này. Đây là Am đấy. Rồi em sẽ ví dụ cho các anh chị. Thứ nhất đúng không? Tổ bị anh đơn thì nó thanh thứ mà bây giờ các anh mặt có thể dở cái viết ra xem cho em được. Đây là chữ M và chữ Y này đứng đằng sau đúng với tiếng Việt đâu ạ, đứng ở bên trên. Đấy. Cái này này chữ M này và chữ Y thì chữ
là gấu. Thứ hai liên quan đến thứ, ví dụ như là mư. Mư chính là cái tay của mình đấy, đúng không ạ? Mư này thì bây giờ lại phải xác định dùng chữ m thanh hai thì phải dùng chữ m cao. M cao đây ạ. Và có chữ ư ở trên. Đấy, mư này là tay. Bây giờ là ví dụ thứ ba có liên quan đến chữ ia. Ví dụ thứ ba liên quan đến chữ ia là mia. Mia. Mia này là vợ. Thì nó thanh hai cho nên cũng dùng chữ m tổ cao và dùng chữ ia. Ia ia này nó là vần ia. Không được ghép chữ I vào với chữ A. Đấy, cái này em đã nhắc rồi đấy nhé. Mia này là vợ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ví dụ thứ tư liên quan đến khít. Khít này cũng ở trên đúng không ạ? Khít này ví dụ như là khít này nó chính là chữ O. Nhưng mà nó dành cho cái chữ nào mà chỉ có hai chữ. Ví dụ như là khò chẳng hạn. Khò này là cong. Thì chúng ta sẽ viết chữ khờ, tổ thấp, cộng với khít. Đấy, hò này là cong. Đây là ví dụ cho những nguyên âm ở trên. Bây giờ sẽ sang chữ á. Chữ á. Chữ á và chữ âm. Cái vần á này thì nó có quy tắc dùng của nó. Thì sẽ hướng dẫn đến quy tắc dùng chữ á sau. Nhưng mà chữ á này đứng đằng trước thì sẽ lấy ví dụ cho anh chị một cái chữ á ở đằng trước, à ở phía trên. Đấy là chữ năng. Năng này là thanh điệu đặc biệt. Nó không phải là thanh ngang nữa nhé. Năng. Năng này là ngồi. Không phải là năng mà là năng. Sẽ viết như sau. Chữ n. Nó là thanh điệu đặc biệt thì là thanh thứ tư. Thanh thứ tư thuộc tổ cao nên là mình dùng chữ n tổ cao. Đây là chữ n tổ cao này. Xong là á ở phía trên này. Và chữ cuối của nó là chữ ng đúng không ạ? Đấy thì mình dùng giống như em vậy. Dùng chữ ng cao này. Năng này là ngồi. Nhưng mà nó có thêm dấu. Các anh chị cứ so sánh vào trong cái bảng phụ âm, à bảng thanh điệu hôm nọ em dạy mà xem. Nguyên âm, à cái âm đặc biệt ấy, thanh điệu đặc biệt ấy, nó là có một dấu. Nhưng mà cái dấu này em chưa dạy nên là đây chỉ ví dụ thôi. Và bây giờ sẽ là ví dụ cuối cùng có chứa nguyên âm âm. Nguyên âm âm là nguyên âm mà có ba cái dấu ngã ngã chồng lên nhau. Nguyên âm âm. Ví dụ như là ở trong chữ đầm hoặc là căm chẳng hạn nhé. Bây giờ em lấy ví dụ như là đầm. Đầm này là đen. Thì đây nó có nguyên âm âm này. Thế còn chữ đờ này, đầm này thì mình phải dùng chữ đờ nào đây? Lại phải xét đến dấu của nó đúng không ạ? Huyền, đầm, huyền, huyền, số. Nó là nguyên, nó là thanh điệu số 1. Đấy, mình phải dùng tổ thấp. Đờ tổ thấp. Sau đó sẽ đến nguyên âm âm ở phía trên. Cái chữ này thì bản thân em học em thấy nó không đẹp. Nó bị trồng trồng với nhau xong rồi cái tỷ lệ của nó không đẹp. Đâm là đen. Đấy, đây là 6 ví dụ. 6 ví dụ dành cho nguyên âm đứng ở bên trên. 6 ví dụ dành cho nguyên âm đứng ở trên. Đấy gồm có y, ư, ia, khít, á, âm. Đấy, đấy là những chữ ở trên nhé. Bây giờ sang thứ tư. Sang nguyên tắc thứ tư.
nguyên tắc thứ tư ạ. Mời mọi người ghi là nguyên âm đứng dưới. Đứng dưới thì ở cái phần nguyên âm đứng dưới này có duy nhất một nguyên âm, đó là nguyên âm U. Nguyên âm U có duy nhất một thôi nhé anh chị nhé, nguyên âm đứng dưới, ngoài ra không có chữ nào có nguyên âm đứng dưới nữa đâu. Thế thì ở phần U này, ví dụ như là tên của em tên là Trùng, Trùng đọc tiếng Việt thì Trung, nhưng mà tiếng Thái mình sẽ phải đọc là Trùng. Vậy thì Trùng này thì viết như nào cũng được hết, bởi vì trong chữ Thái là không có chữ nặng chữ nhẹ, cho nên cả hai cách viết như này cũng không sai. Và chỉ viết chữ Thái chỉ có một cách viết thôi. Trùng này là, nó là có dấu huyền, nó là mang thanh điệu số 1 thì nó phải thuộc tổ thấp. Vậy là mình phải dùng chữ chờ tổ thấp. Sau đó thì chữ U ở dưới này. Đấy, ở dưới phụ âm. Và cuối cùng của nó là gì đây ạ? Cuối cùng của nó chính là chữ ngờ. Ngờ thì không được dùng ngờ thấp đâu, mà chỉ có ngờ cao thôi. Ngờ ở đuôi này chỉ được dùng đúng một chữ này thôi. Đây là chữ trong tên của em. Thế và tiếp theo thì ví dụ ở trong chữ U này, ví dụ đây, tại nguyên âm đứng dưới này nó chỉ có một, nên sẽ lấy 2-3 ví dụ cho anh chị hiểu nhé. Ví dụ chữ mù, mù chẳng hạn. Con lợn ấy. Con lợn ấy thì là mù đúng không? Mù này cũng mang dấu huyền thì là cũng phải là tổ thấp rồi. Chữ M tổ thấp rồi. Đây, chữ M tổ thấp đây. Và chữ U ở dưới. Đây, đây là được chữ mù. Mù là con lợn. Hoặc là chữ cù chẳng hạn. Cù, cù là tao trong tứ, tao mày, cù mưng. Đấy thì cũng là chữ cờ này cũng phải là dấu chữ cờ thấp. Cù là nó mang thanh một mà. Đấy, xong lại U ở dưới. Xong là hôm nay ấy, anh chị học cách ghép xong mà bắt đầu viết tên của mình cho em thử nhé. Viết tên của mình cho em thử xem nhé. Ví dụ này, các anh chị sẽ viết như này này. Tên của em là Ca Văn Trùng. Thế mình đầu tiên ấy thì em vẫn muốn là anh chị phải viết phiên âm thôi, vì mình chưa giỏi ngay được, chưa viết nhanh ngay được ấy. Thì mình sẽ viết phiên âm ra, xong sau đấy mình sẽ xác định cả thanh điệu của nó này. Thanh điệu nghĩa là dấu của nó ấy, là dấu gì thì mình xác định cái chữ đầu cho nó chuẩn. Thì xong là mình mới bắt đầu lần theo để mình viết chữ Thái. Cái phần viết chữ Thái này nếu mà chưa nhớ thì mình sẽ dở cái phần ghi của mình ra. Ví dụ ở đây tên của em nhé, họ họ của em là Ca này, thì là chữ cờ này, Ca này. Cờ này sẽ dùng chữ tổ cao hay tổ thấp? Mang thanh hai thì dùng tổ cao. Thế là Ca. Cờ cao đây. Chữ A đây. Đấy. Bây giờ văn, văn này là mang thanh một, thì mình sẽ phải dùng V tổ thấp. Sau chữ V này xong thì đến vần gì đây? Vần ăn. Chứ không được dùng, không được nghĩ đến chữ Á riêng, chữ N riêng ghép vào đâu nhé. Nó có vần ăn thì phải dùng vần ăn. Sau đó thì chữ trùng. Trùng thì vừa rồi em vừa lấy ví dụ đấy. Chờ thấp này. Chữ U ở dưới này. Chữ N ở đuôi. Đấy, tên của em là như này. Ca Văn Trùng. Thế và anh chị cũng sẽ tự viết tên của mình ra như thế và em kiểm tra. Bao gồm hai phần nhé. Phần phiên âm và phần chữ Thái. Đánh cả dấu như này luôn. Thanh ngang này chính là thanh mà em sẽ hiểu. Còn văn này chính là thanh một, trùng này là thanh một. Đấy.
Anh chị sẽ phải so sánh với cả bảng nguyên âm, à, bảng thanh điệu nữa. Đấy là một số ví dụ có chữ U nằm ở phía dưới. Bây giờ sẽ chuyển sang nguyên tắc thứ 5, nguyên tắc cuối cùng trong buổi tối hôm nay. Đấy là nguyên âm kép. Năm nhỏ. Nguyên âm kép. Nguyên âm kép. Bây giờ nguyên âm kép thì còn lại các cái nguyên âm còn lại thôi, là bao gồm có chữ ơ này. Ơ thì bao gồm ưa cộng với khít. Đấy, đây là ơ. E thì là ưa cộng với ưa cộng với yên, chính là e. Còn một chữ nữa chính là chữ cao lom ở vần ao. Đấy, thế là nguyên âm kép là còn ba cái chữ này. Còn ba cái nguyên âm này. Đây sẽ là nguyên âm ơ. Đây sẽ là nguyên âm e. Đây sẽ là ao. Còn ba cái nguyên âm kép này là cuối cùng. Thì cái cách viết nguyên âm kép thì hôm trước em đã dạy qua sơ sơ rồi, hôm nay sẽ lấy ví dụ kỹ cho các anh chị của từng cái nguyên âm này một. Nguyên âm kép ơ, e và ao. Bây giờ ơ trước nhé. Nguyên âm là có chữ ơ. Ví dụ như là chơ. Chơ đúng không ạ? Chơ này chính là giờ đấy, mình nói giờ. Kỷ chơ nào đây? Mấy giờ rồi? Thế và chữ chơ này là mang thanh hai. Thanh hai thì thuộc tổ cao nên là mình sẽ phải dùng chữ chờ tổ cao. Thế và nó là chữ ơ nên là mình phải viết một nửa của nó ở phía trước trước. Là có chữ ưa. Sau đó mới đến chữ chờ. Chờ tổ cao. Sau đó mới đến cái phần nửa còn lại của nó là ở phía trên. Vậy là chữ ơ thì nó là bao gồm hai bộ phận. Một bộ phận ở phía trước, một bộ phận ở phía trên của phụ âm. Chơ này là giờ. Đấy. Hoặc là chữ sơ nhé. Sơ chẳng hạn. Ở chỗ vùng em thì nói là sơ này là trong cái chữ sơ hóng thờ ấy. Đấy, thì sơ này cũng mang thanh hai. Mang thanh hai thì phải dùng chữ sờ tổ cao. Chữ sờ tổ cao như này. Đấy, xong là nó có chữ ở đằng trước này, không một chữ ở đây. Đại loại là cái chữ nào mà có chữ ơ ấy, thì nó sẽ có một phần ở phía trước và một phần ở phía trên. Phần trước, một phần trên. Sau này khi mà gặp chữ nào có chữ ơ thì anh chị sẽ nhớ. Bây giờ sẽ chuyển sang cái ví dụ thứ ba, ví dụ cuối cùng mà có vần ao chẳng hạn đúng không? Ví dụ nhé, chữ khẩu. Chữ khẩu. Kim khẩu, chữ khẩu này thì có vần ao đúng không ạ? Đấy, vần ao này thì đây, anh chị nhìn trên này. Vần ao thì nó chính là một nửa ở phía đằng trước của phụ âm và một nửa ở phía đuôi của phụ âm. Như hôm trước em đã nói, vần ao này người ta còn có tên nó là cao, cao lom. Lom nghĩa là nó chắn cả đằng trước và chắn cả đằng sau. Đấy, nó cản cả đằng trước, cản cả đằng sau. Nên mới gọi là cao lom. Vậy thì chữ khẩu này mình sẽ phải là có vần ao trước này. Vần ao thì nửa đằng trước mình viết trước. Xong chữ khẩu này thì là thuộc cái thanh số 5. Thanh số 5 là tổ thấp nên mình phải dùng chữ khờ tổ thấp. Xong là A cuối cùng. Đấy. Và có dấu. Dấu 2. Dấu 2, dấu 1, dấu 2 thì em sẽ hướng dẫn anh chị sau nhé. Đây chính là cái vần ao của nó đúng không? Một nửa đứng trước, một nửa đứng sau đây. Nó chắn cái chữ khờ này lại. Chữ khờ ở giữa. Đây là một cái chữ
có quy tắc khác với tất cả các chữ khác, là nửa đằng trước nửa đằng sau, là nguyên âm kép đấy, nguyên âm kép. Đấy, như thế là hết nhé. Có gồm có 5 nguyên tắc về về sắp xếp thứ tự trong khi viết chữ Thái. Đấy, thì từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 5, nó bao gồm là nó sẽ chia ra là đứng sau thuận chiều là mấy chữ này, đứng trước là mấy chữ này, đứng bên trên là mấy chữ, đứng bên dưới là mấy chữ, và đứng kép là mấy chữ. Đấy, thì từ 1 đến 5 nó là gồm có 5 nguyên âm quy định cho mình phải viết chữ như vậy thì nó mới chính xác. Thì hôm nay bài tập của mình như sau ạ. Bài tập của mình như sau. Bài tập của buổi hôm nay nhá. Và bây giờ ấy thì anh chị được phép là dở cái phần mình viết ra để mình tập ghép, không cần phải tự nhớ, mà mình dở các cái phần đã viết ra ấy. Xem là chữ A ở đâu, chữ B ở đâu, thì mình cứ tìm lần lần như thế mà ghép vào nhau. Và đặc biệt là khi mà ghép thì anh chị phải làm một cái việc giống như em làm ấy. Đó là viết phiên âm ra trước. Hai là xác định thanh điệu cho nó để mình chọn phụ âm tổ cao hay tổ thấp để viết cho nó đúng chữ. Cái đấy lại phải so vào với bảng nguyên âm, bảng thanh điệu nó đúng không ạ? Bài tập 1 là viết tên của mình tiếng Thái. Viết tên mình này bằng chữ Thái. Bài tập thứ nhất là viết tên của mình bằng chữ Thái. Bài tập 2 mỗi nguyên tắc lấy một ví dụ tương ứng. Có 5 nguyên tắc đúng không ạ? Có 5 nguyên tắc. Mỗi nguyên tắc này anh chị lấy một ví dụ tương ứng. Nhưng mà ở trong cái nguyên tắc đấy thì nó có mấy âm thì phải lấy đủ bằng đấy ví dụ. Ví dụ nha. Ví dụ ở nguyên tắc thứ nhất này. Ở nguyên tắc thứ nhất này là có 4 âm. Thì anh chị phải lấy một ví dụ cho chữ A, một ví dụ cho chữ U, một ví dụ cho chữ O và một ví dụ cho chữ ăn. Đấy. Xong sang nguyên tắc thứ hai cũng thế. Nguyên tắc thứ hai là nguyên âm đứng trước đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ phải lấy ví dụ là U, E, O, A, A. Mỗi một cái này là một ví dụ. Như thế, cứ từ 1, 2, 3, 4, 5 là anh chị lấy đủ ví dụ như thế. Nếu mình có sai thì sau này mình sẽ nhớ. Đấy, có thể trong quá trình viết thì chưa để ý hết thì nó vẫn sai, không vấn đề gì đâu ạ. Nhá. Thì các anh chị sẽ lưu ý ở các cái phần 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ của nó ấy, chính là các cái yêu cầu luôn đấy. Nguyên âm đứng trước, đấy nó đã nói lên vấn đề rồi. Là nguyên âm phải đứng ở phía trước phụ âm rồi. Đấy, ví dụ 1 nhỏ chẳng hạn. Là nguyên âm đứng sau, là đương nhiên nguyên âm phải đứng ở sau rồi. Đấy. Hoặc ví dụ 3 nhỏ là nguyên âm đứng trên thì đương nhiên tất cả những cái chữ y, ư, ia, khít, á, âm này nó đứng ở trên đúng không ạ? Đấy, cho nên mình viết chữ cho nó đúng, ví dụ cho nó đúng. Đấy là hai bài tập của buổi ngày hôm nay. Thì nếu anh chị nào một chút nữa còn thời gian lấy ví dụ thử, xong viết tên mình thử thì nó cũng là cái hay ạ. Đây chính là một cái cách ghép đầu tiên mà anh chị sẽ tự mình mò nó ra, thì mình ghép được, mình viết được cũng sẽ thấy vui vui, mặc dù là chưa nhớ được hết nhé. Cái phần nhớ là nó chính là phần khó, thì chưa nhớ được thì anh chị cứ dở ra mà xem.
chữ nào phụ âm nào nó ở bài nào thì dở ra mà xem. Sau đó thì cứ nhìn vào đấy mình viết, mình ghép thử nhá anh chị nhá. Đây là 25 người ạ. Vừa rồi có một số anh chị nói là không vào được trong ứng dụng. Thì bây giờ còn có anh chị nào có thắc mắc ở chỗ nào, chưa hiểu chỗ nào không thì mở mic lên hỏi em nhé. Nếu mà không ai có thắc mắc gì thì mình sẽ nghỉ. Sau đó thì anh chị rảnh vào thời gian nào thì mình làm bài tập giúp em nhé. Luyện nhớ chữ dần dần. Và hai nữa luyện cách ghép. Cách ghép này nó sẽ còn có nguyên tắc tiếp theo nữa. Đây là chưa hết đâu ạ. Chưa hết tất cả nguyên tắc đâu. Nên là vẫn còn. Và sẽ còn sai. Và còn sai thì mình sẽ còn bới ra các nguyên tắc tiếp theo của nó. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 3 thì xin được gửi lời chúc tới các chị, các cô, phụ nữ ở trong nhóm mình có sức khỏe dồi dào và chăm chỉ rèn luyện học chữ Thái nhé, các anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã, hôm nay dù 18 tháng 3 nhưng mà cũng đã vào học rất là đông đủ, khá là đủ, 25 người ạ. Cảm ơn thầy giáo nhé. Dạ. Các anh chị, các cô có ai hỏi gì bài học hôm nay không ạ? Không ạ. Và nếu mà các cô và anh chị không hỏi gì thì chúng ta nghỉ nhé. Em chào mọi người ạ.